Cuộc sống nữ tỷ phú Việt U50 tại đất Mỹ, sống trong lâu đài triệu đô, có bộ sưu tập xế xịn hàng trăm tỷ và thân thiết với các sao VBIS. Mimi Morris, nữ đại gia gốc Việt sinh năm 1969, là vợ của tỷ phú Don Morris thuộc tập đoàn quốc tế Morris. Cuộc sống của cô vốn khá kín tiếng, nhưng từ khi xuất hiện trên vlog của Vũ Khắc Tiệp thì lại càng được nhiều người biết tới. Cô có mối quan hệ thân thiết với một số sao Việt, thường mời họ đến dự tiệc. Ở tuổi U50, nhưng Mimi Morris vẫn đẹp rạng ngời, nóng bỏng mỗi khi xuất hiện trên khung hình hay trong các bữa tiệc. Nhắc đến Mimi Morris, người ta không thể không kể tới tòa lâu đài 35 triệu USD, hơn 800 tỷ Việt Nam đồng ở tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cô từng chia sẻ trên truyền thông về giá trị của tòa lâu đài này, đã khiến không ít người phải kinh ngạc. Tòa lâu đài sang chảnh được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu vàng đồng, bên ngoài được phủ rất nhiều hoa tươi và đặc biệt được thay đổi liên tục theo từng dịp như Giáng sinh hay Valentine. Trên Instagram cá nhân, nữ tỷ phú này chia sẻ rất nhiều hình ảnh về tòa lâu đài. Phòng khách được trang trí vô cùng sang trọng, từng đường nét được chạm trổ xa hoa, nhiều vật dụng được đính đá quý, nhìn sơ qua cũng cảm nhận mùi tiền được toát ra. Ngoài tòa lâu đài trăm tỷ, Mimi Morris còn gây chú ý bởi một bộ sưu tập siêu xe với giá trị hàng trăm tỷ đồng, toàn là những thương hiệu xe nổi tiếng. Cô rất thường chia sẻ hình ảnh của những chiếc siêu xe này trên Instagram. Với dòng Rolls-Royce, cô sở hữu một lần 3 chiếc gồm Rolls-Royce Cullinan, Rev và Ghost, sở hữu nhiều là vậy, nhưng nữ tỷ phú này từng chia sẻ mua về chỉ để sống ảo là chính, rất ít khi lăn bánh. Còn đối với dòng Ferrari, nữ tỷ phú sở hữu 2 chiếc gồm Ferrari F12 Beretta và Ferrari FS90 Stradale. Đây là siêu xe mà cô tặng chồng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới với trị giá lên tới 33 tỷ đồng. Không chỉ thế, cô cũng thường xuyên tạo dáng bên chiếc Lamborghini Aventador S màu cam cá tính, hai chiếc Bentley cũng được cô trưng dụng hàng ngày. Nhà xe có đủ, Mimi cũng chi mạnh tay trong việc mua túi, giày hàng hiệu. Nhìn căn phòng chứa toàn đồ hiệu được mua theo kiểu sĩ của cô nàng đã khiến các chị em vô cùng ganh tị. Có một cuộc sống như trong mơ, nhưng Mimi Morris lại khá giản dị trong lối sinh hoạt hàng ngày. Khán giả vô cùng bất ngờ khi cô vẫn tự tay chăm lo cho cuộc sống như những bà mẹ nội trợ khác. Nữ đại gia chia sẻ: "Gia đình tôi không có bảo mẫu bởi tôi thích tự tay chăm sóc chồng con. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ cho ai đụng đến con mình, trừ anh chị và bố mẹ. Tôi muốn chính mình dạy dỗ con cái và chăm sóc gia đình, chứ không phải là người giúp việc. Tôi sống hơi khép kín, không muốn ồn ào và cũng không thích lên báo việc nhiều. Tôi thích nhiều con, nhưng ở Mỹ nuôi một đứa con thật sự không dễ dàng. Cách đây 6 năm, sau khi hai đứa lớn đã vào đại học, tôi hơi buồn nên quyết định có thêm em bé." Là bà mẹ ba con, nhưng ở độ tuổi U50, Mimi Morris vẫn sở hữu được vóc dáng nuột nà. Cô chăm diện những bộ đồ ôm sát cơ thể, khoe trọn ba vòng hoàn hảo, tôn đường cong tối đa. Nhiều người thường xuyên tán dương ngưỡng mộ sắc vóc lẫn khối tài sản khổng lồ của bà mẹ ba con này. Không chỉ là tòa lâu đài 800 tỷ, bộ sưu tập siêu xe tiền tỷ hay kho đồ hiệu, mà những bữa tiệc xa xỉ hay những chuyến đi du lịch đắt đỏ của vợ chồng Mimi Morris đều tốn một khoản không ít. Có thể thấy, dù cuộc sống xa hoa không có gì ngoài điều kiện, nhưng Mimi Morris vẫn giữ được những phẩm chất công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.